bus. Tiếng động lạ trong lòng đất. Wow, quái vật lớn đến đây. Con yêu ơi. À, là ba. Cho con ở trong này hả con yêu? Cổ, con lại chơi trong nhà vệ sinh có đúng không? Không, con có chơi đâu. Đi nào, đến giờ đi ngủ rồi. Ba ơi, ba, có chuyện gì đấy? Ai mà lại đến vào cái giờ này vậy? Có chuyện gì vậy? Có ma trong tòa nhà. Trên đời này làm gì có ma? Dobby, chúng ta đi nào. Con ma kia. Ai là người đang giả làm ma vậy? Ma. Là gia đình nhà cháu chẳng vui chút nào đâu nha. Xin lỗi, chúng tôi không cố tình dọa mọi người. Có tiếng động trong nhà và chúng tôi đã rất hoảng sợ. Dobby, đi nào. Đây là nhà cháu. Chúng ta vào trong xem. Ở đằng kia. Nó phát ra từ đây. Và đây. Tiếng động đang di chuyển nữa. Tôi tìm thấy rồi. Mùi gì ghê vậy? Có vẻ như tiếng động phát ra từ trong đường ống. Babylon nhỉ? Babylon, chúng tôi cần cô trợ giúp. Đã rõ. Babylon, luôn tìm ra cách. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi giúp gì được cho các anh? Có cái gì đó ở trong ống nước. Chúng tôi cần cô tìm ra giúp. Đã rõ. Hãy xem bác sĩ nhỏ của tôi đây. Bác sĩ nhỏ không hề sợ những công việc khó khăn nhất. Cậu đã giúp tôi rất nhiều. Có nhiều thứ bị kẹt trong đường ống quá. Nhìn kìa, có thứ gì đó đang di chuyển. Đi theo nó. Không vấn đề gì. Cố lên. Bắt được rồi. Thank you.
bắt kịp rồi. Nó đi xuống rồi, qua ống cống. Chúng ta xuống nhà thôi. Lúc này đây, ta sẽ nhỏ. Cá của tôi, tại sao nó lại ở trong đó được? Con xin lỗi, con đã thả nó xuống bồn cầu để chơi à. Ôi trời ơi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, bồn cầu không phải là đồ chơi. Bồn cầu được kết nối với hệ thống cống ngầm và có rất nhiều chất bẩn ở trong các đường ống. Vì vậy, không được chơi với nước trong bồn cầu và không được bỏ giấy vào trong bồn cầu. Nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bé Thiên Nga mất tích. Mẹ ơi! Ôi không! Này cháu bé, cháu không sao chứ? Cháu bị lạc mất mẹ rồi. Mẹ ơi. Cháu đừng khóc nữa, bọn chú sẽ giúp cháu tìm mẹ nhé. Đừng lo, không có vụ án nào là chú không thể phá được. Cháu này, tên cháu là gì? Tên cháu là Gray. Còn tên của mẹ cháu là gì? Là mẹ. Ý chú là tên thật của mẹ cháu cơ. Là mẹ thật mà. Thế cháu có nhớ số điện thoại của mẹ cháu không? Là 7 7 7 7 7 7 7. À và 3. Alo. Xin chào, bà có phải là mẹ của Gray không? Cái gì nhỉ? Gray. Cái gì? Cái váy xám của bà đến rồi hả? Không có gì ạ, chào bà. Gray này, cháu có chắc là 77733 không? Cháu không nhớ ạ. Vậy thì cháu có nhớ địa chỉ nhà không? Không ạ. Cháu chỉ nhớ cạnh nhà cháu có cái hồ rất to. Hồ ư? Có một gia đình ngỗng sống ở bên cạnh cái hồ đó đấy. Tốt, chúng ta hãy đến nhà họ hỏi xem. Ai đấy? Đợi một lát. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi giúp gì được anh không? Bác Ngỗng, tất cả các cháu nhà anh đều đang ở nhà chứ? Dĩ nhiên rồi, chúng ở nhà với tôi cả mà. Tập hợp, tất cả tập hợp. Ai đấy? 1, 3, 5, 2, 6, 7. Tôi có 6 đứa thôi mà. Sao lại thành 7 rồi? Gray đâu rồi? Cháu nào là Gray? Đây là xếp hàng. Đây cháu với. Chú bắt được Gray rồi nha. Chúng ta chẳng có manh mối nào cả. Được kem mơ mơ, cháu rất thích kem mơ mơ. Gray, mẹ cháu với cháu thường đến đây mua kem mơ mơ đúng không? Uh-huh.
Thế chúng ta cùng hỏi thử xem. Chào anh, tôi giúp gì được ạ? Cô bò, cô có nhận ra bà Gray này không? Gray à? Cháu làm gì ở đây thế? Mẹ cháu đang đi tìm cháu kia kìa. À, tôi đi hướng nào vậy? Hướng kia kìa. Hả? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. À, cô Thiên Nga, hóa ra Gray là một bé Thiên Nga. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hả? À? Mẹ cháu mất tích rồi. Cô ấy kia kìa. Con tôi đâu mất rồi? Con ơi. Xin lỗi. Xin lỗi cho tôi qua. Chúng ta không thể đuổi kịp cô ấy được. Chúng ta phải làm sao? Tôi có ý này. Cô Thiên Nga. Cô Thiên Nga. Cảnh sát trưởng Labrador. May quá. Cô hãy nhìn đằng kia đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi các bạn ra ngoài cùng với ba mẹ, hãy nhớ phải luôn ở bên cạnh ba mẹ của mình. Và nếu chẳng may bị lạc, hãy ở tại chỗ và chờ ba mẹ mình. Hoặc hãy tìm sự giúp đỡ của các cô chú cảnh sát. Hãy ghi nhớ số điện thoại của ba mẹ và địa chỉ nhà mình nhé. Bí mật cho người xấu. Vào trận đấu bắt đầu. Hey, hai, hey, hey, xếp cú đá sâu xếp đây. À, bóng của mình. Đây là ngày may mắn của mình. Bóng của mình. Chú là ai đấy? Nhà của tôi. Những gì cháu thấy lúc nãy là bí mật giữa chú và cháu nha. Thật là bừa bộn. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả đồ đạc có giá trị của tôi đều biến mất cả rồi. Xin hãy mau chóng tìm ra thủ phạm đi. Đừng lo, không có vụ án nào là tôi không phá được. Mọi người, ai thấy có kẻ khả nghi nào gần đây không? Chậm thôi, từng người một ạ. Tôi... Anh có thấy kẻ tình nghi nào sao? Không thấy gì. Nếu tôi mà thấy tên trộm đó, tôi không để cho anh thoát đâu. Còn hai người thì sao? Thì đúng là có một tên trộm xấu xa đã đến đây. Chúng tôi không thấy gì cả. Tôi không thấy gì cả. Mèo con, cháu có gì muốn nói với chú sao? Cháu hẹn gặp lại sếp sau. Cháu không thấy gì hết ạ. Có vẻ như không có manh mối nào cả. Không, tôi nghĩ mèo con đang giấu điều gì đó. Chúng ta phải đi tìm cháu ấy nào. Cháu không nói với ai cả. Chú cũng nghĩ là cháu không dám đâu. Được rồi, chúng ta cùng về nhà nhé. Xin chào mèo con. Xin chào bà chuột chuối. Mèo con và tôi đang chơi thôi à? Ôi, cháu đã... cháu nói gì cơ? Này. Nhà cháu có nhiều đồ chơi quá nhỉ? Mèo con, cháu có nhà không? Mèo
chắc là cậu bé vẫn đang trên đường về. Cảnh sát trưởng Labrador là anh đấy hả? Bà chuột chuối, bà có thấy mèo con không? Cái gì cơ? Bà ấy nghe không rõ chúng ta nói gì. Mèo con có nhà không ạ? Bà thấy mèo con vừa vào nhà với anh trộm xong, nhưng trông anh ta có vẻ là người tốt. Ôi không, Dobby, mèo con gặp nguy hiểm. Hả, gì cơ? Bà ơi, bà hãy vào nhà đóng cửa lại. Hãy xem tới đây. Mèo con, cháu có sao không? Hả? Mèo con, có ai ở trong nhà với cháu không? Dạ không. Nhưng bà chuột chuối vừa nói cháu vào nhà với ai đó mà. Cháu đừng sợ mèo con. Nếu cháu bị đe dọa, hãy cứ nói cho chú biết nhé. Bắt được ngươi rồi. Đừng hòng bắt được tôi nha. Hồi quá. Đứng lại. Tạm biệt. Này chi. Đứng lại đó. Hãy thưởng thức quả giấm bốc mùi của tôi đi. Dobby đứng sang một bên. Cứu tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn phát hiện ra những bí mật xấu, hãy nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Nếu họ đe dọa bắt các bạn phải giữ bí mật, đừng sợ hãi và đừng nghe theo chúng. Hãy tìm sự trợ giúp của cha mẹ hoặc cảnh sát gần đó ngay. Hãy giữ an toàn cho bản thân và ghi nhớ điều này nhé. Không vào xe người lạ. Wow. Nào. Quá. Bánh to thật đấy. Này cháu, chú còn nhiều bánh nữa ở trong xe. Cháu có muốn vào xe ăn thử không? Vâng ạ, cháu cảm ơn. La 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 la. Ê, này cháu, cháu chỉ giúp chú đường đến công viên được không? Được ạ. Này cháu, mẹ cháu nhờ chú đón cháu về nhà đấy. Nhưng mà cháu không quen chú. Theo thông tin mới ghi nhận, có ai đó đã liên tục bắt cóc trẻ con và bỏ trốn. Ơi không, chúng ta phải nhanh chóng tìm xem là ai gây ra chuyện này. Tôi sẽ thử tuần tra bằng trực thăng xem sao. Đợi đã. Tôi có ý này. Thỏ bông của cháu. Một chiếc xe đáng ngờ. Mọi người vào vị trí. Này cháu ơi, đừng khóc nữa. Để chú mua cho cháu con gấu bông mới nhá. Wow. Đây, cháu có thích không? Vâng, có ạ. Liệu đây có phải là tên bắt cóc không? Hắn ta bị lừa rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Babylon, Babylon. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi đang ở cùng với lũ trẻ. Tuyệt. Hãy ở bên cạnh chúng cho đến khi chúng tôi tới đó nhé. Đã rõ. Các cháu đừng sợ, cô sẽ đưa các cháu ra khỏi đây.
Hôm nay thật là bội thu. Cảnh sát được. Dừng xe lại. Dừng xe lại đây. Ngươi không bắt được ta đâu. Hắn ta thoát rồi. Đừng lo, tôi đã có định vị của Papillon đây rồi. Tìm thấy hắn rồi, ở đây này. Ngay trước mắt chúng ta luôn. Ô không, chuyện gì vậy nhỉ? Dừng xe lại đây. Đừng để ta bắt được ngươi. Xuống xe ngay. Không còn nơi nào để chạy nữa đâu. Các người nghĩ là các người bắt được ta sao? Cẩn thận đấy! Chào nha! Đằng kia có một con thuyền, chúng ta mau đuổi theo. Lại là người à? Chẳng xa tao ta. Dobby, nhanh hơn. Tôi mệt lắm rồi. Papillon, bắt đầu kế hoạch B. Papillon luôn có cách. Để cô tìm cách khác. Hôi quá. Mình không thể chịu nổi nữa. Đứng lại đó. Ôi không. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Papillon, cảnh sát trở lại đâu? Đừng sợ, các cháu an toàn rồi. Bọn cháu không dám vào xe người lạ nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được vào xe người lạ. Kể cả khi người lạ tặng các bạn đồ chơi hoặc đồ ăn, hoặc họ nói là bạn bè của ba mẹ bạn, các bạn không được đồng ý. Nếu người lạ ép buộc các bạn vào xe của họ, hãy gọi to tìm sự trợ giúp nhé. Hãy luôn nhớ những điều này. Không được chơi trên băng. Lạnh quá đi. Ôi không, có người đang chơi đùa trên sông băng. Chúng ta đi nào. Như thế này vui thật. Anh biết một chỗ còn vui hơn thế này cơ. Theo anh nào. Vâng ạ. Đi nào. Ôi không, tôi bị kẹt rồi. Chào nhỏ. Chú tới đây. Cứu với. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nguy hiểm quá. Sông băng rất có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vậy nên nó rất nguy hiểm. Các cháu không được chơi trên sông băng nữa nhé. Vâng ạ, chú trẻ nhỏ rồi. Ôi không, anh em gà con vẫn chưa trở lại. Gì cơ?
Ồ, cháu nhớ là anh em cậu ấy đi về hướng này à? Họ ổn mà, đúng không chú? Dobby, đi nào. Cá ơi, cắn đi nào, cá ơi. Vui quá thật đấy. Cá của tôi. Này, các cháu làm cá của chú chạy hết mất rồi. Trời ạ. Gà em. Bọn nhỏ đấy đi đâu rồi nhỉ? Hả? Cậu bé đây rồi. Gà anh. Cẩn thận. Tránh xa băng ra. Cẩn thận. Sao lại có thêm kẻ phá rối vậy? Trả cá lại cho tôi xin lỗi. À, tôi xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh cánh cụt, anh có thấy anh em gà con ở gần đây không? À. Ha, mấy đứa phá phách đó đi lối kia kìa. Hả? Ôi không, băng đang tiếp tục tan ra. Đi thôi nào. Vui quá. Ồ, nhìn kìa, có cả cá nữa. Rất là tuyệt đúng không? Vâng. Nào đi theo anh. Ừ, vâng ạ. Có chuyện gì vậy thế nhở? Hả? Nhìn nó dưới chân kìa anh ơi. Không, băng đang vỡ ra. Phải làm sao đây? Con chạy đi. Chúng ta sẽ cao hơn. Hả? Có người đang kêu cứu. Ở đằng kia, nhanh lên. Đừng lo, có bọn chú đây rồi. Cứu cháu. Đây, hãy nắm lấy tay chú. Giữ chặt lấy này. Chúng ta không thể quay lại được. Ôi không, phía trước có thác nước. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Cẩn thận. Này, Dobby. Hả? Đúng rồi. Ê, à. Giữ chặt lấy. Cẩn thận đấy. Sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không bao giờ được chơi trên mặt sông đóng băng. Rất khó để có thể nhận biết được độ dày của mặt băng. Nó có thể trông rất dày, nhưng vẫn có thể rất nguy hiểm. Ngoài ra, nếu lớp băng bị vỡ và các bạn rơi xuống nước, các bạn có thể bị giá buốt và bỏng lạnh rất nguy hiểm, thậm chí thiệt mạng nữa. Vì thế hãy nhớ, không được chơi trên sông băng. Chúng ta phải làm gì nếu gặp kẻ xấu? Hẹn gặp lại cậu sau nhá. Hẹn gặp lại nha. Hả?
ngon thế? Như quỷ em à. Thôi nào, anh chỉ nhìn một cái thôi mà. Dạ, em đây. Ô tô đồ chơi này, anh thích đấy. Anh thích cái này. Sao lại mất hết rồi? Về nhà và lấy thêm đồ ăn cho tụi này đi anh bạn nhỏ, hiểu không? Nếu cái định bếp xếp với ai nhá, cậu sẽ biết tay đấy. Vì con, cháu có sao không? Cháu ôi giời ơi, cháu yêu, sao hôm nay trông cháu vừa bộn thế này hả? Bà Vịt, Vịt con đã từng bị như thế này sao? Vâng, đúng thế, nên tôi rất lo lắng cho cháu nó. Cảnh sát trưởng Labrador xin ai giúp cháu tôi. Vịt con, cháu có thể nói cho chú biết chuyện gì đã xảy ra không? Cháu nếu mà định bếp xếp với người nào khác, cậu sẽ biết tay tụi này đấy. Cháu không sao ạ, cháu chỉ bị ngã thôi. Cháu đi về nhà đây. Cháu yêu, đợi bà đã. Vịt con thật là kỳ lạ. Tôi nghĩ cậu bé đang bị bắt nạt. Gì cơ? Chắc chắn có ai đó đã đe dọa cậu bé. Chúng ta phải điều tra chuyện này. Chúng ta phải theo dõi vịt con. Chúng ta sẽ có thể tìm ra được ai là người đã bắt nạt cậu bé. Trật tự nào. Đằng kia kia. Vịt con đi ra ngoài rồi. Chúng ta phải theo dõi cậu bé. Kem ngon đây, kem ngon, một tặng một đây. Wow, kem kìa. Cháu cậu bé đâu mất rồi? Mau xem cậu bé mang gì đến cho chúng ta. Đưa đây. Ngon quá. Vịt con ơi, mấy cái này được đấy. Này bạn nhỏ, lại đây. Anh nói là lại đây cơ mà. Tặng em này vịt con. Mau bỏ nó vào thùng rác. Dừng lại. Hãy để cô bé yên. Cái sao nhỏ chạy đi. Này. Vẫn còn một thằng nhóc nữa. Không ai tìm được ta hết. Tôi có ý này. Tìm thấy rồi. Không ai có thể thoát khỏi ta đâu. Mấy đứa lên đồn cảnh sát với chú. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người bắt nạt các cháu, đừng sợ hãi, hãy nói điều này cho người lớn và nhờ họ giúp đỡ. Nếu các bạn không tìm đến sự trợ giúp,
việc bắt nạt sẽ không bao giờ dừng lại. Các bạn có thể tin vào ba mẹ, thầy cô và thậm chí là cảnh sát nữa. Những người này sẽ giúp đỡ các bạn. Hãy dũng cảm lên nhé. Con ma lúc nửa đêm. Có chuyện gì thế con? Con nhìn thấy ma. Ôi, con yêu đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Chị gái con đâu rồi? Có con ma đã bắt chị đi mất rồi. Ma. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Con gái tôi bị mất tích rồi. Xin hãy giúp tôi tìm cháu bé. Con ma đã bắt chị đi rồi. Ma ư? Xin cô đừng lo, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Ôi, cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi đang ngủ trong phòng của nó và giờ cháu bé mất tích rồi. Chắc chắn là con ma đã bắt chị cháu đi mất rồi. Cháu à, trên đời này không có ma đâu. Nhưng mà cháu nhìn thấy nó thật mà, nó màu trắng, còn mắt nó thì có màu xanh và phát sáng, trông đáng sợ lắm. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy giúp tôi tìm con gái. Chị đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Chúng ta hãy tìm từ trong phòng khỉ chị trước. Đây là bức ảnh của khỉ chị. Chỉ có dấu chân của em nhỏ ở trên khung cửa sổ. Và cửa sổ không có dấu hiệu bị cậy khóa hay phá mở. Tôi nghĩ cô bé không bị ai bắt đi đâu. Vậy là không có ma rồi. Đây là cà phê. Cà phê á? Ai ở đó vậy? Đây là Đom Đóm. Nó cái kia. Đứng lại ngay. Ta sẽ bắt được ngươi. Cô bà. Cô bà. Ma. Cô bà. Cô ma kìa. Rồi. Cảnh sát Labrador, con ma đã đánh rơi cái này. Một cái nơ và băng đô nhấp nháy. Tôi biết đây là ai rồi. Không ai có thể thoát được ta đâu. Sao anh lại giúp con ma vậy? Không phải ma đâu. Là khỉ chị đấy. Vậy con ma chính là khỉ chị à? Ôi con yêu.
Các cháu nhỏ phải ở nhà và ngủ vào ban đêm chứ, sao lại ra ngoài dọa mọi người như thế hả? Cháu xin lỗi, cháu không ngủ được nên cháu chỉ muốn ra ngoài chơi thôi ạ. Khỉ chị, có phải cháu đã uống cái này không? Vâng, cháu thấy khát nước nên đã uống lon nước này trong tủ lạnh. Cà phê là dành cho người lớn, trẻ em sẽ không ngủ được nếu uống nhầm phải nó. Ờ, cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ cẩn thận với đồ uống hơn ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, cà phê là đồ uống dành cho người lớn. Bởi vì nếu các bạn uống phải, các bạn sẽ không thể ngủ được vào buổi tối. Như vậy là rất không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, trà và đồ uống chứa cồn đều không phải là đồ uống dành cho trẻ nhỏ. Các bạn không được uống chúng. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Gục!